Nó là nha, burning nicely. Giờ nó hết cái flame này mới để thịt tôi nướng chứ không nó hôi dầu. Cái charcoal này á, it's already flame charcoal. Cái than này nó có dầu sẵn đó rồi. Bự gas grill này mà không thèm xài nữa gì. Nướng bằng gas nó không có thơm. Thịt nó dầu, để mấy cái charcoal giả vô nó cũng thơm, bằng nướng real charcoal nó taste better. So I'm doing the real charcoal. Ngồi nhỏ xíu rồi ha. Nhưng mà it's nice. Nướng có thơm lắm. Rồi, giờ đẩy máy chưa laptop để coi phim Thằng Đứa Đại Hiệp. Ý, kéo lòng chứ. Có cờ Việt Nam Cộng Hòa, bà con thấy không? Đó. Cái đu đủ nè, cái tắc nè. Đang nướng thử con tôm, đợi PT ra nướng cho hết con tôm này luôn. Hai vợ chồng thôi. Không có con cái. With the dinks, double income, no kids. Beautiful. Rồi, tôm nó vàng lẹ không? Rồi, nó đỏ lẹ chưa? Cái chảy ha. Rồi, có mỗi đang nướng tôm nè bà con. Special corn recipe, Mary Navy mấy con tôm, ướp mấy con tôm với lại ớt, sa tế, nước mắm, ketchup, and hành, tây tuyết, nó đậm đà, nó mặn mặn, nó cay cay, à, nặng chút chanh nữa anh coi, chua chua, mùi lemon, nó thơm. Chính như là đâu. Để chưa? Những tôm là con. Nước mộng thiên thai. Trời Việt Nam Cộng Hòa. Nước đang chảy. Cái nước chảy nha. Peaceful. Sen với súng nó đang đổ hoa lên, chưa là bữa nay chiều tối thì nó nặng hết trơn, nó ướp lại rồi. Mấy cái đủ nè, đủ rồi, bạn thấy tắt cắt hết rồi để cho nó ra tắt mới. Có giận chưa? Chét thêm cái sauce này cho nó đều, cho thấm vô. Hết sauce rồi. Rồi chịu. Biến làm mới. Cũng đủ rồi. Giá hàng như mà như này. Không nhận con tôm. Nướng than có thơm nhiều. Cú mèo nha, nướng lợ không thơm bằng. Cái vỏ tôm nó bự lên trên cái sọt cô á, có cái mùi thơm đặc biệt quá. Ngon quá. Grilling the lots of big prawns sitting in my backyard with my garden, and my wife and I we had dinner, papaya, my banana plant, my June plum, and all my dragon fruit. Beautiful, huh? And my vegetable herbs. Isn't that wonderful? And my calamansi pig.
scared 50 toys if they come up at night. So, at night time, the toys don't come up. They don't eat. They don't eat when the sunlight, daylight. Toys don't come up. They don't eat at night. No, well, forget it. Shrimp are the prawns are ready to be consumed. They look delicious. They taste delicious too. Okay, the prawns are ready. And here's my our table for dinner. Looking over the garden. Thank you, bye. Joy. Look, what a shooting. Papaya, calamansi, fruits. Here the queen has arrived. My pipi is here. Okay, here's shrimp, prawns. And here's the legume on a mix with the beets, carrot, and potato, and mayonnaise, and lemon, lime. Homemade from Titi. Titi just gave me some mayonnaise. Đi ăn công nhân vườn ngựa hoa viên có rau cỏ và hai calamansi có banana plain thì đấy thì vườn cũ cho tôi ngủ. Ăn cơm nếu không có cơm là bà con thì tôi mổ đem về đây. Cái gì mình bữa nay mình cho thẳng ra ăn ăn nghe chứ. Ờ. Nó ngon. Nó là thịt nhẹ tay quá nó không ngon, nó thấm.